chữ xui ơi, sớm bên họ nói cái bà xui ơi, sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ, nhưng không nói có con bò ăn có ngoài ao, yên vui làng xóm cái mà cũng vui, chị xui ơi, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui, ông xui à, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn, nói má nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khá khâu, nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm, nói má nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện rồi da, ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui, yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui, tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất, thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn, nói má nó nghe, à ha, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện nhà tôi xui da khá khâu, nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm, nói má nó nghe, à ha, à ha, nói ba nó nghe, à ha, à ha, à ha, cái chuyện rồi da, ông sao bà tâm, trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Trời, công nhận hôm nay chợ Tết vui nha. Ủa, đi chợ về hả? Ủa, anh Sáu, dạ, anh Sáu, chợ Tết chưa anh Sáu? Rồi, mấy đứa nhỏ đi hết trơn rồi. Vậy hả anh? Anh Sáu kiếm người xong đất chưa? Ủa, cũng kiếm người xong đất hả? Tôi có người xong đất rồi, mấy bà kiếm hết chưa? Tôi kiếm tuổi thịnh mà không biết ai hết. Ủa, có thằng gì con nhà bà bấy gạo ở trên sóng trên nè, thình đó. Ừ, thằng đó nó tuổi thình đó, lên sân nhờ nó. Đúng nhờ nó. Cứ ba cái xong đất cũng mệt ha. Đúng rồi. Anh cũng không hiểu tại sao cái mặt hàng Lục Bình mà lại có quá nhiều người chạy tới mua như vậy. Em cũng thấy lạ. Cứ cái tình hình này, em lo là tụi mình sẽ không đủ nguyên liệu để làm mặt hàng, rồi mấy cái hợp đồng mới ký sẽ bị bể mất. Xưởng mà mất uy tín thì sau này sẽ khó làm ăn cho thị trường. Chưa kể là nhân công sẽ bị rơi vào cảnh thất nghiệp khó khăn. Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Em đừng có lo quá. Chắc chắn mình sẽ tìm được cách giải quyết thôi mà. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mình phải làm gì để cứu vớt tình cảnh hiện nay bây giờ? Bao nhiêu chỗ cung cấp nguyên vật liệu lớn tới như vậy mà đều từ chối hết trơn. Làm sao bây giờ? Trời, cái gì mà khét quá trời khét vậy? Xuân ơi, Xuân, Xuân. Tắt lửa, tắt lửa. Con làm cái gì vậy? Con làm cái gì vậy Xuân? Trời ơi. Trời. Con xin lỗi má, để con chiên lại, con đổ đi hết rồi con chiên lại. Thôi, được rồi. Để món này cho má. Con thôi, để má làm hết cho. Trời ơi, hôm nay em sao vậy? Nấu ăn cái gì mà cá thì nát, còn canh thì... Trời ơi, tùm lum tà lá hết trơn vậy. Xuân à, có phải có chuyện gì không con? Má thấy con làm như người mất hồn vậy đó. Có chuyện gì nói cho má nghe coi. Đúng rồi đó, có chuyện gì nói cho anh với má biết đi, đừng có giữ một mình. Dạ không có gì đâu, anh với má đừng lo. Tại con có thai nên con khó chịu vậy thôi à. Má với anh lên nhà đi để cho con nấu lại. Thôi được rồi, con đi nghỉ đi, để cái chuyện này má lo cho. Nè Lộc, dẫn vợ con đi nghỉ đi. Đi đi con.
Đi em. Tôi mệt quá. Ý hai ông nói nãy giờ là Kiều cố tình gài bẫy tôi hả? Chứ còn đúng gì rồi. Nữa. Cho tôi uống thuốc mê hả? Ừ. Kiều chơi gì ác vậy ta? Đặt nhức đầu quá luôn á. Mà cũng may là hai ông tới đúng lúc. Không thôi là tôi không biết sao luôn á. Thì có gì hai người cưới nhau chứ sao nữa. Ai kêu cái tật của ông cứ từ chối con gái người ta hoài. Mở trước miệng mèo mà ông cứ chê. Mèo mà đặt chê mở. Thiệt á, đúng là ông có số hưởng á. Hả? Vậy hai ông kêu tôi qua đây làm cái gì á? Cái vườn rau của tôi á, tự nhiên nó cháy hết trơn à. Tôi kêu ông qua đây để giúp giùm tôi. Rau màu xanh như vậy mà kêu cháy hả? Không phải đám này, đám ngoài kia kìa. Nó cháy lá hết trơn rồi mà không biết lý do làm sao á. Tôi tưới đều hết trơn mà, kỳ cục. Ông coi giùm đi. Thôi, để tôi tự đi. Cái chuyện quan trọng nè, tôi muốn ở đây. Ở đây làm gì? Tôi không muốn gặp Kiều nữa đâu. Và phần thứ hai, hình như thuốc tôi còn. Trời ơi, ngủ nữa hả ba? Không lẽ canh hoài rồi vườn rau của tôi sao? Ông khen, bỏ tay với ổng luôn thì mình giúp được người ta. Chú Năm. Đó, chú Năm thấy con mùa trái cây toàn là trái cây tươi không nè. Trái cây xịn không nè. Càng thơm quá. Trời ơi, hôm nay đám giỗ ai vậy? Đám giỗ gì chú, chân Tết mà. Mày chân Tết mày mua ba cái này mày chân Tết cái gì vậy trời? Thì cam, cam trội. Chú Năm nhìn nè, cam tươi, vàng ươm, đẹp không? Quá đẹp. Nè, tôi nói cho chị biết nha chị nha. Tết nhất á, không ai mà đem cái cam này lên chân hết á. Để chi? Chân cam lên chi? Để nguyên một năm nè. Cam chịu nè, cam khổ nè, cam cực nè. Đủ thứ cái chuyện gì để chịu đựng hả? Ok, không chân cam. Chân chuối. Nè, chuối chín cây, chuối vườn. Ăn rất là ngon luôn. Chuối vàng ươm luôn nè. Chừng hơi nó vàng lên. Ta nói chừng cái gì vàng vàng nó tốt. Vàng vô nhà, đúng không chú? Mày không biết cái gì hết. Mày coi mày hỏi. Mày hỏi tất cả mọi người có ai mà Tết nhất mà đem chân chuối không? Hả? Chân chi? Chân chuối để cả năm là chuối mũi, chuối đầu hả? Rồi chợt vỗ chuối cho té hả? Hả? Chuối là để dằn bụng, cái chân làm gì? Bị tầm bạ không gì mà đặt. Ủa, dằn bụng là sao chú Năm? Chết dằn bụng đó, khỏi bị sình đó, hiểu không? Công nhận, con nói thiệt luôn á nha chú Năm. Chú Năm đúng là mê tín dị đoan. Nghĩ sao mà, chân cái gì hả? Cũng kiên cử. Chân chuối là chuối nhủi, chân cam mới là cam chịu. Ai nói với chú Năm làng vậy hả? Tào lao còn hơn gì nữa. Tào lao không, tào lao không, con nhỏ mày hổn hả mày? Thì chú Năm mê tín quá. Trái cây thì nó chỉ là một cái tên gọi thôi, chứ nó có phải là cái gì đâu mà mình... Nè, cái chuyện gì cái chuyện hả? Nhưng mà hồi xưa tới giờ, không, người ta phải là kỹ càng trong cái chuyện mà cúng tàu đất ơi, nguyên một năm chứ phải đơn giản. Họ không có nói nhiều, tao không nói chuyện với mày không biết gì nói chuyện mày. Thì thôi con không có biết gì đâu. Bây giờ chú Năm muốn gì á thì chú Năm tự đi mua đi, chứ con đi mua làm gì hả? Thôi gì mà Tết nhất mà sùm vậy? Dạ chị, tôi không cần chị đâu, chị mua đồ tầm bậy cũng như không à. Thôi bây giờ vậy nè, mày á. Dạ. Mày coi nè, mày dẹp ba cái này giùm tao, cam nè, chuối mày dẹp đi. Dạ. Mày ra sau vườn á, coi còn trái đu đủ, mấy trái đu đủ với lại mấy trái dừa mày bẻ xuống rồi chân lên cho nó đủ đi. Dạ, thông báo với tía là đu đủ bị chơm mấy tuần trước, dừa bị chơm mấy tuần này sạch cây luôn. Thánh thần ơi hả, tới cuối năm là nó vô trong vườn người ta nó chôm. Tía. Gì? Mấy cái trái đó bên nhà của bác Sáu nhiều lắm á tía. Tía qua bển xin mấy trái đi tía. Ừ, trời ơi. Trời ơi, mày suối hả? Mày suối cái mặt mũi tao vậy, tao qua tao xin cho thằng già đó hả? Hả? Xin cho vô cho nó làm nhục, nó chửi tao hả? Mặt mũi đi qua đi xin đó hả? Hả? Để nó chửi tao cho vừa, rồi nó chửi tao cho đủ hả? Tía không xin thôi, tía làm gì dữ. Tao không cần biết. Làm gì làm. Làm sao có để chưng mấy ngày Tết thôi. Có dừa có đủ vô. Mày chạy đi tìm mày mua đi. Trời ơi, ngoài chợ giờ mà làm gì còn mấy trái đó. Hết bán rồi tía ơi. Thì đó, có gì chị gom sạch hết rồi. Còn đâu nữa. Mày đem về mày ăn đi, mày cứ đối hoài à cái này à. Còn không có phải không? Không có thì qua chôm. Hả? Ừ. Chôm đi. Qua nhà hàng trả chôm. Qua nhà hàng trả chôm đi.
tí tính chôm người ta. Tí mới chửi mấy thằng chôm ác con, bây giờ tí tí chôm luôn rồi. Gì đâu? Chú Năm, đúng rồi đó. Nên đi chôm. Người ta nói hả? Của chôm thì của đó mới hên. Đó, thấy không? Mẹ, người ta nói hay chị nói? Người ta nói. Tao cũng nghe vậy đó mày ơi. Nè, giống như người ta đang có của, mày vô mày lấy đồ người ta, mà dòng cái thứ gì mình lấy vậy đó, cái kiểu năm Tết nhất rồi vậy này mày lấy đồ người ta, trời ơi mày hên lắm, mà người ta mất đồ là người ta xui, hiểu không? Qua chôm được á. Kỳ quá à. Ê, mày á, mày rành đường đi nước bước bên đó, thấy không? Mày biết cách thì vô mày luồn vô mày quất mấy trái để mày đây chân. Trời ơi, chuyện gì mà tía không nghĩ được luôn hả tía? Sao không được, tao làm tía mày, tao phải làm con mày đâu nghĩ không được. Đi. Thôi em nói nhiều quá, đi lẹ đi. Tự nhiên bắt cụ con rể tương lai đi chôm đồ. Mày lên rình rình thôi mày chôm chứ mày làm gì mày sợ. Thế kỳ quá à. Bây giờ có đi không? Mệt ghê á. Kêu qua gặp gái rồi nó qua liền à. Thứ gì đâu không à. Con biểu nó qua gặp An nó qua liền cho coi. Vậy giờ con làm gì tía? Mày đem nãy chuối, mày đem bển, mày tặng cha sáu bảnh cho tao. Đúng rồi đó, đem qua bển đưa cho bác Sáu dằn bụng ha. Mày đừng nói dằn bụng. Dạ. Đưa vô vậy ông biết là ông xui rồi, cuối năm là ông chuối đầu chuối mỏ ông rồi ha. Đem dạ dạ đi. Đợi con đem cho bác Sáu. Ủa, tự nhiên đem qua bển cho bác Sáu quánh em rồi sao? Thôi bác Sáu dữ lắm, em đem vô để dành chính ăn. Em cũng biết khôn á ha, quỷ sứ. Ủa rồi giờ tôi làm cái gì? Dạ, gì? Ủa con, đi chợ đó hả? Dạ con đi chợ. Trời ơi, đi chợ mà sao đi tay không vậy? Nè, thấy Thu không? Tay xách nách mang nè, nặng muốn chết luôn vậy đó. Dạ vì tay xách nách mang là vì mua được đồ, có bình để lông vô là xách được, còn con có mua được gì đâu. Ủa, chợ như vậy mà con không mua được cái gì hết, mà con tính mua cái gì vậy? Dạ tính mua trái đu đủ với trái dừa và ăn Tết. À, mâm ngũ quả đó hả? Để con, ổng bắt buộc phải mua dừa với đu đủ về mới được. Đúng rồi con. Mà Thu có nghe ông Sáu Bảnh nói là ngũ quả là dừa đu đủ bắt buộc nhà nào cũng phải có hết á. Dạ. Thành ra con mà đi giờ này á, chắc chợ mình dừa với đu đủ làm gì mà còn. Nhà người ta mua trước hết rồi. Trời, vì phải coi có cái nhà nào có không, con vô con xin. Có chứ, nhà ông Sáu Bảnh lẹ có. Hả? Đu đủ cũng có mà dừa cũng có, con thử qua xin ổng coi. Nhà bác Sáu có. Nhà bác Sáu mà cái dừa đó con leo lên con hái, chắc bác Sáu ngổ dưới chặt cây dừa con té chết quá. Mình xin mà chứ đâu phải ăn cắp. Thôi nhưng mà con ngại lắm, chỉ là bác Sáu không chịu đâu. Cứ để Thu. Đúng rồi, có cách rồi. Bây giờ Thu nói cho nghe nè, dừa với đu đủ thì ông Sáu Bảnh có. Để Thu canh lúc mà ông Sáu Bảnh điên cũ á, rồi hái dừa với đu đủ cho con. Ở trên cây còn nhóc luôn đó. Trời, dì Thu dám leo lên cây dừa dì Thu hái luôn hả? Trời ơi, hồi xưa dì Thu cũng ở dưới quê mà. Với lại dì Thu tuổi con khỉ, dì Thu leo cây hay lắm. Trời, mà nhớ mặc quần dài leo lên nha, mặc đầm leo lên là lại người ta luôn á. Thằng vô duyên quá. Thiệt. Con yên tâm đi. Dì sẽ có cách. Coi như đây là món quà Thu tặng để trả ơn cho cha con, vì cha con đã tặng quà cho dì nha. Dạ, con cảm ơn dì Thu trước nha. Con chào Thu nha, con về. Dạ, đi. Dạ. Con về với dì Thu ha. Ủa, em đưa anh đi đâu vậy? Em tính dẫn anh qua chỗ này. Chỗ này người ta có bán nguyên vật liệu với sợi lục bình và mấy thứ mình cần nữa. Vậy hả? Nhưng mà em quên mất, biết đâu mình đi qua đó họ còn thì sao? Giờ mình mua được cái nào mình đỡ cái đó, hiểu không? Nè, chuyện đó cô làm tới đâu rồi? Chuyện gì? Sao cô hay quên quá vậy? Để tôi nhắc cho cô nhớ. Đó là chuyện cô phải hợp thức quá cái thai trong bụng của cô. Hay là cô muốn tự mình đi sinh em bé? Tôi nhắc cho cô một lần nữa, cô phải gài bẫy thằng Khang. Tôi nhớ rồi, tôi đã gài bẫy để cái bào thai này là của thằng Khang. Nhưng mà tôi đâu có ngờ đâu, thất bại trong tay đám bạn của nó. Cái gì? Sao lại thất bại trong tay bạn của nó? Thì lúc đó tôi đã cho nó uống rượu rồi, nó đã ngã gục rồi. Nó chuẩn bị dìu tôi lên giường để mà tôi hợp thức quá cái thai này. Ngay giờ phút quan trọng đó, mấy ông bạn của nó đâu nhào vô rồi kêu nó đi công chuyện gì đó, sao mà tôi biết được. Vậy mà cũng để thất bại cho được nữa. Tôi có muốn đâu, anh cứ trách mắng tôi hoài vậy. Tôi nhắc cho cô nhớ, lần sau mà kế hoạch thất bại nữa, hoặc là cô không tranh thủ thời gian, thì tôi e rằng cô phải tự mình giải quyết cái thai này thôi. Tôi không liên quan gì nữa hết.
Anh nói vậy mà nghe được đó hả? Chuyện tôi có bầu anh cũng không yên thân đâu. Anh đừng có tưởng quất ngựa truy phong với tôi là dễ. Đừng có hòng. Tùy cô. Như vậy là cổ nói cái bầu. Anh Khang, chuyện tày trời như vậy có nên nói cho anh ấy biết không? Chứ để ảnh bị gài bẫy như vậy, cái bầu. Ôm vô, đang có bầu á dễ bị lạnh lắm đó, biết không? Đây, nhớ đây, không được đây, làm đây, việc đây, nặng nghe không? Ai, ăn đi con, ăn đi con. Má tự tay má nấu cho con ăn nè, con dâu cưng của má. Ăn đi để an thai nghe con, bổ lắm đó. Ăn đi để không nguội nghe con. Má, sao tự nhiên má nấu chi cho cực vậy? Cực cái gì mà cực, không biết nữa. Cô dâu của má mà, cháu nội cưng của má mà. Ăn đi, để rồi còn lại sinh đẻ nữa. Ốm o gầy mòn vậy coi sao được. Đúng rồi má. Ừ. Đứa nhỏ này hư lắm, hành má nó. Ăn đi con, để nguội con, ăn đi. Để đi, tay chân đồ ăn, có đắp mền rồi, sợ bị lạnh. Mày sao, mày làm quá mày. Vậy lạnh lắm. Lố à. Má không biết gì hết. Ăn đi con. Má với chồng thương con như vậy mà con lại gây ra chuyện tày đình cho gia đình. Con hối hận quá má ơi. Chồng ơi, em biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây. Ăn đi con, ăn đi. Sao anh ăn của em? Mày đút cho nó ăn rồi mày ăn. Con ăn thử coi có nóng không. Ngồi rồi, ăn đi. Ăn đi con. Ngon lắm đi, má. Thổi, để nóng, nóng mau phỏng môi vợ con. Ngồi rồi. Giật mày, mày đút cho vợ mày ăn. Mày không đút, mày cứ ăn hoài vậy hả thằng quỷ? Quên. Ăn đi con. Ờ. Ăn đi con, ngon quá. Ăn đi má. Út An. Chuyện anh với Kiều. Anh biết rồi. Anh biết em muốn chuyện anh với Kiều chấm dứt. Em muốn anh quay trở về bên em đúng không? Em muốn như vậy mà. Có phải em muốn anh quay về bên em đúng không? Chuyện tình cảm giữa tôi và anh tôi không muốn nói tới. Chỉ là Kiều, trước khi anh muốn kết hôn với cô ấy, anh nên suy nghĩ kỹ đi. Sao em lại dặn anh chuyện này? Tôi chỉ dặn anh như vậy thôi. Cô hối hận rồi hả? Muốn anh Khang quay về bên mình nên tìm cách ly gián tình cảm của tôi với anh ấy hả? Cô đúng là một con hồ ly. Cô đỡ hơn bắt cá hai tay để lại hậu quả như vậy. Cô đừng có đùa với dao, có ngày đứt tay đó. Út An. Anh. Út An. Anh Khang. À, bữa nay là 30 Tết rồi. Gia đình mình ăn bữa cơm đoàn viên. Có cô Thu đồ này nọ tôi mới làm mấy cái món này á. Dạ. Chứ bình thường ăn mấy món truyền thống à. Bây chắc biết không? Dạ con biết chứ. Con thịt kho hột vịt. Rồi ngồi gấu bánh tét nè. Với lại củ kiệu. Rồi khổ qua. Đúng rồi, nhắc khổ qua con mới nhớ. Mà sao mình không ăn? Cái đó là để tối 30 á. Tối nay nè, giao thừa. Dạ. Xong có mình ăn. À. Tía, mà năm nay hả có gì với anh Nam nên tụi con mới được ăn lót dạ hoành tráng như vậy đúng không tía? Ủa, nói gì bình thường không được ăn lót dạ hả? Không có lót dạ gì hết trơn á, cứ vậy đón giao thừa luôn đó. Ủa ấy con này. Dạ. Sao mặt mày con quạo đeo vậy? Đâu có. Mày có đâu. Chuyện gì lo sao thấy mặt mày xanh dờn vậy? Dạ không có sao đâu tía, chắc là thai nghén thôi. Chứ mấy nay bên nhà con bình yên lắm. Xuân với má con hòa thuận dữ lắm. Má con bữa giờ cưng chiều lắm nha. Đích thân xuống bếp nấu đồ bổ tẩm bổ cho Xuân luôn. Đã nha. Nếu vậy tía đỡ lo. Dạ. Dạ. Ủa, gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Dạ, con ra ngoài con nghe điện thoại, bạn con gọi á tía, không có gì đâu. Mày mốt á, đừng để đó, con giật mình à. Bà này. Anh hai thiệt tình. Alo. À,
Xuân nghe nè. Xuân ơi, nó nghe nè, bà đem tiền lời qua đóng cho tôi nghe. Đóng trước Tết á, đừng có để mấy ngày Tết mà tôi đòi nợ, kỳ lắm á. Tôi biết rồi. Rồi. Giờ sao? Ai gọi cho nó mà nó có vẻ gấp gáp vậy? À, chắc là bạn bè gọi hỏi thăm bầu bì thôi. Bữa giờ bạn bè cổ gọi hỏi thăm hoài à. Anh Sáu, mình ăn chưa? Dạ, đợi nước sôi rồi mình ăn. Nghe điện thoại lẹ dữ vậy? Nè. Dạ. Bầu bì, cái gì cũng phải từ từ, chậm chậm nha con. Dạ, con biết rồi tía. Thiệt tình chứ, có cái điện thoại cũng rớt nữa. Thôi mọi người ăn đi, tôi no rồi. Ủa gì, đã ăn gì đâu mà no gì? Ủa chưa ăn mà. Có ăn rồi, no rồi. Mọi người cứ tự nhiên nha. Tôi đi vô phòng. Ủa, sao gì đi hướng đó? Đâu biết đâu. Con mời tía, em mời anh hai, chị hai. Anh ăn đi. Gì vậy? Xong. Bà làm gì vậy hả? Oh my god, hết hồn hả? Bà hái dừa này thì chưa có còn non èo hả? Đủ này bà hái làm gì hả? Bộ bà mới đẻ sao bà muốn hầm cho có sữa uống? No, là bởi vì tôi ăn thịt, ăn cá nhiều quá tôi ngán rồi, cho nên tôi hái trái cây tôi ăn. Bà đừng có xạo nha, cái này là bà phải khai thiệt nha, chứ không là tôi không có để yên đâu đó. Tôi nói thật mà. Tôi hái là tôi tính đợi chừng nào chín thì tôi mới ăn, với lại nó cũng gần chín rồi. Đủ này, chừng nào chín. Gì thôi, gì vậy? Trời ơi, gì làm gì vậy? Hình như gì bị tăng động hay sao á. Tía, thôi mà, sắp qua năm mới rồi, tía nói chuyện nhỏ nhẹ một chút đi tía. Nhỏ nhẹ cái gì? Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà phải khai thiệt, bà hái cái này làm cái gì? Ai cho ai? Cho năm tỏn. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Đây nè, rõ ràng nè, cái gì cũng ở năm tỏn. Bà sống trong nhà tôi mắc mới, bà đi hái đồ cho người ta. Bây giờ từ từ để tôi giải thích nè. Là lúc hồi sáng tôi đi chợ, tôi gặp thằng Khang. Thì thằng Khang á là đi kiếm trái dừa với trái đu đủ, mà ở ngoài chợ thì không còn nữa. Trong khi đó vườn nhà mình còn quá trời luôn, cho nên tôi mới nói nó là để tôi hái, tôi tặng cho bên nhà nó để cúng đó. Nè, tôi nói cho bà nghe, nhà này á là tôi làm chủ chứ không phải nhà quan chết chủ. Bà muốn làm gì bà phải hỏi tôi nha. Còn bây giờ á, bà mà lo cho cái nhà đó quá đó, bà qua bà làm vợ năm tỏn đi, bà làm mẹ thằng Khang đi. Bà muốn làm gì bà làm. Nè, anh đừng có ăn nói hàm hồ nghe chưa. Là chẳng qua là gì, anh năm tỏn anh tặng quà cho tôi, mà cái món quà đó là món quà đắt tiền. Rồi bây giờ có qua thì phải có lại, cho nên nhà của ảnh á cần trái dừa với trái đu đủ. Sẵn nhà mình còn mà, chứ có đắt đỏ gì đâu. Tôi thấy tôi hái tôi đem qua cho người ta. Cái này bao nhiêu tiền mà anh nói như vậy? Năm tỏn tặng đồ cho bà, tôi có ăn giọng gì không? Cây này là nhà tôi trồng, tự tay tôi trồng, mắc mớ gì bà lấy bà tặng hả? Bà có cái trái nào trong người bà tặng đi. Thôi, ăn nói gì mà thô bỉ vậy? Còn bà đó, bà hiểu càng lắm. Tôi nói cho bà nghe nha, cha năm tỏn là một thằng cha mà đầu óc kinh khủng nha. Bây giờ á, nó không phải là nó thèm mấy cái trái này, tôi biết thừa là cái chuyện đó, nhưng âm mưu của nó đó, đây á, trái cây ở trong vườn nhà tôi là lộc nha, mà nó muốn lấy lộc của nhà tôi đem qua cho nhà nó, chứng tỏ là thằng này nó âm mưu, nó muốn nhà tôi mất lộc sang năm. Bà hiểu chưa hả? Bà không biết thì bà đừng có nói, nghe chưa? Nhưng mà cái này không phải là anh năm suối, mà là tôi tự nguyện. Bà tự nguyện hả? Được, để tôi qua, tôi gặp cha năm tỏn, tôi nói chuyện với cha năm tỏn cho biết. Ôi, nè, nè. Trời ơi, ông ơi, gì ơi, ta không biết nữa. Nè, nè. Gì mà không chịu tăng động nữa? Con. Dạ. Bọn bà Thu bà sắp cầm dừa với đu đủ bảo cho tía hả? Hey, con nói gạt tía làm gì? Dì Thu nói là biết tía cần, nên dì Thu hái qua cho tía đó. Sắp qua rồi hả? Dạ, sắp qua rồi tía. Nè, cái đồ ăn ở thất đức hả? Mày mưu mô xảo quyệt gì vừa đó, cuộc sống của mày á, ai chịu mày cho nổi? Cái quân ngũ này dọn đi khỏi cái xóm này là hay nhất. Gì vậy, già ốm? Gì? Cái gì? Gì mà la ôm sùm vậy hả? Mày chịu lún mặt mày ra rồi hả?
sao? Ở nhà tao mà lú mặt cái gì? Nhà tôi nha, chứ không phải nhà ông đâu mà lú mặt lú nọ gì. Đây nè, tao tới tao chửi đặng mày lú mặt ra đó. Cái gì? Đây nè, mày á, mày xúi người ta nha, để mà mày cướp tài cướp lộc nhà tao trong năm mới hả? Cướp gì? Đây, đây mày xúi bà Thu nè. Mày xúi bà Thu nè, hai trái dừa nè. Mày coi nè, trái dừa này á, nó người ta đã kêu được trái dừa chưa hả? Cái trái đu đủ này nó đủ chưa? Nó vẫn còn thiếu mà, nó chưa kịp lớn. Trời ơi, nó mới vừa nở ra thôi là đã ngắt nó rồi. Trời ơi, bình tĩnh lại, cái này tôi nói rồi. Cái này là không phải là anh Năm xúi tôi, mà là tôi tự nguyện. Là bởi vì tôi trả ơn cho anh Năm, anh Năm tặng quà cho tôi. Bây giờ tôi há tôi trả ơn lại thôi. Trời ơi, trái dừa trái đu đủ có đáng giá là bao nhiêu? Mà tại sao lối xóm với nhau mà gây nhau làm cái gì? Cái thứ có lộc có phúc không biết giữ, nghe không? Rồi bây giờ người ta tự đâu người ta đem lại người ta tặng tôi, mà tự nhiên qua đây kiếm chuyện với tôi, thấy chưa? Có lộc có phước thì để bên nhà đi, cái này ai đem cho tôi chứ phải tôi qua bên trực tiếp tôi hái đâu. Mày mượn tay mày giết người nha. Không ai giết người. Mày muốn lấy cái lộc của nhà tao trong cái năm mới này, cho nên mày mới xúi bà Thu đem qua cho mày. Không phải, cái chuyện lộc này là do ăn ở thôi ha. Làm sao mà ăn ở sao mới có lộc, đúng không? Chứ còn cái tự nhiên tao đâu có phải là tôi qua tôi cướp lộc nhà mày tao đem về đây đâu ha. Chuyện nào lúc là nói. Ôi tầm bậy tầm bạ không mà lớn già. Thôi bác Sáu à. Thôi đi hai thấy người nè, em cảm thấy em ở bên đó không được nghe Thu nghe. Qua đây ở, nhà anh rộng mà ha. Ở chỗ nào cũng được, muốn làm gì làm, ở thoải mái không ai la một tiếng luôn á. Tối ngày không ai nói tới gì một tiếng không có la. Bây giờ sao? Muốn ở bên này hay muốn ở bên kia? Bước qua bên đây. Không phải chuyện của bà, để tôi nói chuyện với ông. Mày ngon mày qua mày rước đi. Mày rước về làm mẹ mày đi, ở mày làm vợ mày đi. Làm gì cũng được miễn là Thu về đây là tao chấp nhận nghe. Chứ đừng ở bển mà gặp cái thứ mà ốm o gầy mòn tối ngày ăn nói cái tối bậy nó bạ, hay không nói gieo tiếng ác cho người ta không à. Nhịn gì, tôi nói ông á, nhịn gì. Tao vô. Sợ mày quá tao nhịn. Vô mày. Thôi mà, gây nhau hoài vậy anh Sáu. Dạ con xin lỗi. Gây không được, ổng qua đây em kiếm chuyện theo. Thôi. Dạ thôi bớt ông. Tôi nể mấy đứa nhỏ, tôi nể. Dạ. Mày nể là mày làm gì tao? Hả? Bộ mày không có tiền mày đi mua mấy cái thứ này à? Lượm mày đi kêu người khác hái cho mày. Lượm đem về để bàn thờ ổng cúng đi. Dạ để con đem về, đưa đem về bển cúng. Mày đưa tao kia đi vô. Thì con ông nói thôi với ông khoái lắm mà sao. Tế ơi, Tế em vô để trên bàn thờ rồi mời nó ngồi trước ghế thắp nhang cho nó đi. Gì không á? Thôi. Ủa gì vậy? Giống như tôi là tội đồ thiên cổ vậy trời. Trời ơi, tao nói hả, từ hồi ông với anh Xui mà làm què với nhau hả, tao nói tôi vui còn hơn là cái gì nữa. Đó còn Hạnh là bây giờ nó muốn về nhà chơi lúc nào là cứ về thoải mái, không có như ngày xưa. Bởi vậy tôi mới nói ông là làm lành với anh Xui lâu rồi mà ông không chịu. Cứ lần lửa tới bây giờ mới chịu làm. Thì bà cũng biết rồi mà, ai cũng có cái tôi rất là cao, thấy không? Đâu có ai chịu nhường nhịn ai đâu. Nhưng mà bây giờ vậy, mấy cái chuyện vui thì mình nhắc được, còn mấy cái chuyện không vui thì đừng có nhắc nữa nghe. Đúng rồi đó má. Xui ha. Xui Xui. Anh Xui tới rồi kìa. Có nhà không? Anh Xui. Dạ, mời anh vô. Vô nhà cho anh Xui ơi. Rồi. Dạ. Anh Xui. Tía. Khỏi. Thôi mà. Không, sợ mất chứ không phải gì hết á. Ai thấy đừng làm quá. Mời anh ngồi. Dạ. Dạ chào chị Xui. Dạ. Bắt tay cái đi. Dạ. Con tía. Đi đường cái dạ. Thấy cái xe đẩy nó bán mấy cái xoài ngon quá. Dạ. Biết con nhỏ Hạnh nó mê nên mua qua cho nó. Này con. Trời dạ. Ơi. Cảm ơn tía nhiều. Ta nói anh Xui là anh chu đáo thiệt luôn á. Dạ. Con gái tôi nó về bên cha mẹ ruột của nó thì đâu có lo nó thiếu cái thứ gì đâu mà anh cũng thấy thương quá. Biết bà bầu thèm chua nên mua. Cảm ơn anh nhiều nghe. Trời ơi đâu có gì đâu chị. Nó tiễn ngoài đường mà. Tiện đường thấy rồi thôi, trúng cái món nó mua thôi có dạ, gì. Dạ, ở trong tủ lạnh có bịch mực một nắng á. Không ấy à, mình lấy đem biếu dạ. Anh Xui nha. Dạ, bà biết cái bịch đó rất là ngon. Tôi để dành để tới tôi đại khách quý đó mà bà, thiệt tình. Trời ơi, anh Xui cũng là khách quý vậy, ông nói vậy nghe sao được. À, dạ. Ủa hai người anh Xui. Anh chị nói nhỏ nhỏ gì trời. Dạ không có vậy nè. Trời thôi nha, đừng có lì xì vậy nha, tôi già rồi đó. Trời ơi, ai mà lì xì, thử bây thiệt giờ thật. Tiền bạc nó quan trọng, tình nghĩa nó mới quý. Dạ. Là vậy, vợ chồng tôi tính biếu anh Xui cái bịch mực một nắng. Mà tôi lu bu cái tôi quên. Này sẵn anh qua, thôi chút tôi gói anh đem về giùm tôi ăn lấy thảo. Chị nói cái gì? Bịch mặt một dạ đi. Không, mực một nắng. À, mực một nắng. Dạ, dạ. Trời ơi, cái đó tôi khoái á. Vậy đó hả? Dạ, cảm ơn chị dạ, nhiều. Dạ, không có gì, thôi anh ngồi chơi đi, để tôi vô tôi lấy nha. Dạ. Trời ơi, cái đó đã lắm, cái đó tôi khoái. Tía, con nha,
Con tự tưởng tượng nha. Bây giờ tí cứ tưởng tượng đi nha. Đem về nha, xong rồi bỏ xíu mức mắm vô. Trời ơi, ăn một cái hả? Đã lắm luôn đó tía. Chưa đâu, nó nói à. Con Hạnh nó nói không có đúng. Con phải về đây nè. Anh xui biết không? Cái đó heo, về rửa cho nó ráo. Rửa sơ sơ cho nó ráo thôi. Mình tước ra đó, đừng có cho nó mỏng quá, đừng có dày quá. Đó, bắt đầu heo, nó ráo xong heo. Để cái chảo lên, cho miếng dầu khử miếng tỏi vô. Rồi, tiêu á, tiêu hột á, đừng đập cho nát nha. Đập hột nè, đập vừa bể thôi. Trời đất ơi, dạ. Anh bỏ nó vô, anh chiên nha, rồi anh bỏ miếng nước mắm vô, anh dằn miếng đường vô, tiêu anh bỏ vô. Anh làm một cái nha, thiệt là cái mùi nó bay thôi, cái mùi nó hất lỗ mũi thôi. Nè ha, mình dứt ít trước rồi, cũng phải một sĩ trước rồi. Trời cái đất mùi ơi, nghe tí còn kể, ta nói ảnh rành dễ sợ. Tôi nghe anh kể mà tôi nuốt cất miếng ẩn ực luôn á. Con nữa nè, nãy giờ cháu nội của tí hay nó đáp bụp luôn á. Nè tí. Đây hả con? Dạ. Ủa cái này là bịch mặt mặt. Dạ, mực một mực nắng. Nắng đó phải không? Tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ. Thôi giờ anh nhớ nha, anh ăn liền thì anh lấy ra, còn không thì anh bỏ tủ lạnh. Thôi được rồi, vậy nói chứ cũng còn đi nhiều chỗ để hỏi thăm người ta rồi bà con nữa. Dạ. Tôi về nha anh chị xui. Dạ. Chiều đi, tôi mừng nó xong hen, tôi kêu anh qua. Anh mà ăn cái mặt một không cái mực một nắng này nè, ngon lắm nè. Tôi khoái, tôi về tôi làm nha. Dạ. Tôi xin phép anh chị tôi về. Dạ. Tí về nghe con. Dạ tí về. Trời ơi, tía con ổng rành nấu ăn dữ ha. Dạ, tía con nấu ngon lắm. Vậy ha. Dạ. Hai má con bà hay quá. Người tung người hứng rất là hay á. Bà biết cái bịch mực ngày nào tôi cũng đem ra, tôi nghía tới nghía lui. Tôi thèm lắm mà tôi không dám ăn. Tôi để tết nhất tôi để mấy người bạn chí cốt của tôi. Tự nhiên bây giờ bà biếu cho người ta là sao? Trời đất ơi, ông nói là ông để dành cho những người bạn chí cốt của ông, rộng cũng mời người ta. Thì bây giờ xui ra ba chồng con gái mình. Trời ơi, thì coi như là mình lo lót cho ảnh. Ảnh vui vẻ thì con gái mình ở bển cũng thoải mái. Đó, dạ. Còn sao đâu mà ông càm ràm. Giờ dạ. Xui gia phải quý hơn là bạn chứ. Đúng rồi đó tía. Con thấy má làm vậy là đúng lắm luôn á. Tía muốn nói cho con biết. Tôi nói cho bà nghe cái chuyện mà xui gia thượng thảo với nhau, cái chuyện nó rất là vui. Nhưng mà đâu phải cái món gì ngon ở trong nhà mà cũng đem ra cho người ta hết đâu. Không ấy bà qua bên bển ở luôn đi. Gì kỳ vậy trời. Tôi vậy đó. Ủa? Rồi không hiểu ông này sao luôn à. Làm cái chuyện gì ông cũng nói được, ông càm ràm, ông lèm bèm. Làm như già sinh tật hay sao? Bác Sáu. Bác Sáu ơi. Để nào anh? Dạ, con này bác Sáu. Ủa, Phúc à? Dạ. Bác Sáu con mới qua. Con, ngồi chơi uống nước. Dạ. Anh đi đâu rồi, trưa nắng thì đi đâu rồi? Dạ, con mừng ghê á, tưởng đâu là bác Sáu giận tía con, rồi giận luôn con nữa chứ. Ôi, mày làm như tao ấy nè. Miếng sâu có đốt, nhà dột có nơi chứ. Cha mày là chuyện cha mày, còn con là con chứ. Uống nước đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, bữa nay con qua đây á, con muốn thay mặt tía con để xin lỗi bác Sáu. Tía mày làm á thì tía mày xin lỗi. Mày làm gì đủ tư cách mà xin lỗi với tao? Mũi vậy thì lái chiều đòn chứ biết sao giờ bác. Mày là cha của thằng cha mày hả? Không, đâu có. Chứ sao mày nói mũi dạy lái chịu đòn? Mũi dạy lái chịu đòn là ông nội mày đi xin lỗi tao mới gọi là mũi dạy lái chịu đòn. Mày con ổng mà mày mũi dạy lái chịu đòn. Thằng điên. Ủa vậy hả ta? Ủa vậy là sao? Con thì con nghe người lớn nói nên con mới nói vậy thôi, chứ con đâu có biết. Con tưởng đâu là mình đi xin lỗi là mình là lái chứ. Tào lao. Mày lái đó là lấy heo lấy bò chứ lái gì mà mũi dại mày lái chịu đòn. Bởi vì cha này không biết dạy con. À thôi bác bỏ qua cho tía con đi. Ổng á tính tình ổng kỳ cục lắm. Như bác thấy đó, cái chuyện của vợ chồng con đó, ổng á là ổng chia cách vợ chồng con đó. Mà ngày nào con cũng khuyên lên ổng hết à, mà ổng đâu có nghe đâu. Đó, cha năm cha chướng quá mà. Mà con thấy bác Sáu cũng chướng nữa. Chuyện của dì Thu mang lộc qua nhà con đó, có chút xíu à, có đáng giá gì đâu. Mà bác lớn rồi mà bác la ầm ĩ lên vậy đó, làng xóm người ta nhìn vô người ta nói mình á lớn tuổi rồi mà ích kỷ nhỏ nhen. Nó không còn thể diện của mình nữa bác. Mà bác ghen phải không? Trời ơi, con nói rồi, mình già cả rồi mà ghen tuông chỉ ba cái chuyện đó. Mình ghen á, mình cũng phải giữ cái thể diện của mình chứ bác.
Thấy không, bác thấy con nói đúng không? Bác sao? Thôi, con thấy sao bác ngáp không mà bác không có nói được nữa. Chắc vậy thôi, con nói vậy chắc bác không đủ hiểu rồi đó. Nhưng mà con muốn là tối nay á, bác nằm, bác gác tay lên trán, bác suy nghĩ lại chính mình đi. Rồi coi nó làm sao. Mình lớn rồi, đừng có để mấy đứa nhỏ mà nó cứ qua đây nó khuyên lơm hoài, lại nói làm ăn nữa nghe bác Sáu. Thôi con về à. Thưa bác Sáu con về. Quá nội đó. Sao không nói được câu nào mà ngồi ngáp ngựa không vậy? Nó qua nó nhẹ nhàng tưởng nó an ủi mình, ai dè nó chữ trong mặt mình mà ngồi im được. Mày giỏi lắm rồi Sáu Bánh, mày giỏi lắm rồi. Chiều nay mẹ nhặt một nhành mai điểm tu gian, nhà nhỏ cửa chẳng cài then, nhà mình bỏ ngõ mặt gió xuân về. Má sẽ ly yến mà ngâm nước, rồi má sẽ chưng cho con dâu của má uống, ăn cho quên nữa. Rồi, ngâm nước, ngâm để chưng cho con dâu, tẩm bổ cho cháu nội. Ta 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 ta. Có chuyện gì á, bà nói lẹ lên đi. Nó nghe nè, khoảng một tiếng nữa tôi đi công chuyện gần chỗ cũ á, bà mang tiền lên cho tôi nha. Tiền hả? Bà đợi tôi chút xíu nha, tôi phải kiểm kê tài sản coi tôi còn nhiêu đã. Nha, chờ chút nha. Alo. Chết rồi bà ơi. Tiền của tôi á không đủ, còn không có bao nhiêu hết trơn á. Hay là bà giúp tôi đi, bà vay mượn ở đâu có đỡ giúp tôi đi. Bà nghĩ sao vậy? Lãi bên này chưa hết, như vậy là lãi chồng lãi đó. Biết rồi. Nhưng mà giờ hết cách rồi, tôi cũng biết phải xử lý làm sao nữa nè. Thôi bây giờ á, bà ráng giúp giùm tôi nha. Thôi được rồi. Trời ơi, má ra hồi nào vậy? Con làm gì vậy? Má mới ra tức thị nè. Má ra làm chi vậy? Yến má mới chưng xong rồi nè, con ăn liền đi. Ngồi xuống đây đi con. Má lo cho mình, thương mình như vậy, nếu lỡ chuyện mình dây nọ lãi cao đổ bể ra, không biết má sẽ làm sao nữa. Ăn đi con, đừng có để nó nguội quá, ăn không có ngon đâu con, ăn đi. Dạ, má để con. Ăn đi con. Má. Gì con? Má có nghe cái chuyện mà con bà Sáu hàng xóm mình á, má có nghe gì chưa? Má chưa có nghe, mà sao vậy con? Hôm qua con nghe người ta nói con bà Sáu xóm trên á, thì cho người ta vay tiền xong á, bị người ta giật hết trơn tiền luôn. Rồi sau đó má chồng cổ á, la rồi chửi quá rồi chửi luôn. Xong rồi nghe nói là bây giờ từ mặt luôn, không thèm nhìn mặt nữa. Tự nhiên cái con thấy tội cái chị đó ghê luôn vậy đó. Tội cái gì mà tội? Ai biểu nó ngu dại quá anh chị? Ai đời mà đi làm chuyện dại vậy? Mà người ta nói nghiệp là đúng đó con. Cho vay nặng lãi ha, là làm ăn thất đức, ăn tiền trên xương máu của người khác. Bởi vậy bây giờ mất hết là phải rồi. Nè, con đừng có dễ thương người quá như vậy nha. Cái con đó nó bị như vậy đó cũng tại nghiệp của nó đó. Còn con đó, tánh tình thì lúc nào cũng hiền lành, hay thương người khác. Má biết là tánh của con hiền lành như vậy đó,
má mới bởi vậy má mới không có rơi vào cái cảnh khổ của bà Sáu đó nghe không? Không có bị điên tiết như bà má chồng kia. Má nghĩ lại á, má được ông trời thương má biết là bao nhiêu vậy đó à. Thì bởi vậy mới nói má cưới được một cô con dâu đáng đồng tiền bát gạo luôn vậy hen. Vừa tiết kiệm nè ha, rồi vừa không phung phí nè ha, biết nghĩ cho chồng nè ha, rồi suốt ngày chỉ quanh quẩn bên nhà tía với nhà chồng thôi. Chỉ có lâu lâu hay cãi giả với má chút xíu. Lâu rồi không có. Lâu rồi không có. Con dám đảm bảo với má, vợ con không bao giờ dính dáng tới mấy cái vụ mà cho vay nặng lãi. Cái gì chứ cái này con rất là tự tin đó vợ con, má yên tâm đi. Kỳ nghe con, không nên như vậy. Dạ. Má, năm nay má có tính đi chúc Tết cho hàng xóm họ hàng gì không? Có chứ. Đó là cái luật của hàng năm mà sao con hỏi kỳ vậy? Nè, vậy mà dạ. Năm nay nè nghe, có bé Hương nè nha. Rồi Xuân nữa nè nghe. Rồi em bé trong bụng nữa chắc là vui lắm à. Vui quá trời vui luôn. Vui muốn ca dễ sợ luôn. Chiều nay mẹ nhặt một nhành mai điểm tu gian, nhà nhỏ cửa trắng cài then, nhà mình bỏ ngõ mặt gió xuân về. Vui dễ sợ á. Vui chứ. Khoan khoan dân nha, bổ sung. Ủa? Bổ sung cái gì vậy gì? Đây, đó. Trời, thấy tôi thông minh ghê chưa? Thấy tự nhiên cái mâm trái cây cúng ông bà, màu xanh không mà. Tôi á, tôi mua thêm bơm nè, lê nè, mình để vô mình trưng cho nó có màu xanh. Thôi, bà đừng có quậy vô trong này. Cái này là cái phong tục của người ta. Đầy đủ ngũ quả nè. Bây giờ nè, cầu, dừa, đủ, xài, sung. Ủa, ông bá, cái này là trái dừa mà. Còn cái kia tiếng Việt là vừa. Trời ơi con ơi, ông bà mình cứ gọi trại trại vậy từ xưa tới giờ mà. Cái này là cái phong tục rồi, đừng có bỏ vô. Này, bây giờ bà chân bơm vô để cho nó nổ hả chị? Rồi bà chân lê vô cho nó lê lết hả chị? Cầu dừa lê lết cả năm hả? Trời đất ơi anh ơi, trái cây nào cũng được, ăn thua mình đem lên cúng, miễn sao màu sắc đẹp, nhìn trái cây với lại cái mâm trái cây phong phú là được rồi. Nhưng mà cái này phong tục nó là phong tục. Vợ chồng xuôi già sớm tôi cảm thông, con mình trao ma với ba, hai bên có nghĩa có tình, ông trời xuôi khiến trước sau vuông tròn, rể dâu hiếu thảo nếp hiền, tình xuôi gia mãi êm đềm vẹn nguyên, thêm dâu thêm rễ rộn ràng ơi chị xui, hai bên kết nghĩa mừng vui trọn đời, mẹ anh thì quý dấu hiền, xui gia cắn chặt nghĩa tình bền lâu, anh mang xiêm áo cao đầu, còn em duyên dáng nhìn qua mà chắc ngỡ đầu. Năm nay kết nghĩa thanh thân, chúc nhau chén rượu